Sự nghiệp thống nhất Trung Quốc của Tân Thủy Hoàng khiến quá nhiều người phải chết và chính ông cũng bị ám ảnh bởi điều đó. Sau khi chinh phạt các nước chư hầu, Tân Thủy Hoàng lao vào một cuộc chiến mới chống lại tử thần. Những năm cuối đời, Tân Thủy Hoàng tìm kiếm thuốc trường sinh trong tuyệt vọng. Ông muốn đế quốc của mình tồn tại đến vạn thế, nhưng luôn lo sợ quý tộc các nước chư hầu trỗi dậy sau khi mình chết. Ông ra lệnh gom sách vở toàn quốc lại, đốt hết, để dân các nước chư hầu không còn nhớ về nguồn cội văn hóa của nước mình. Điều gì sẽ xảy ra, lịch sử Trung Hoa sẽ thay đổi ra sao nếu Tần Thủy Hoàng sống thọ hơn? Theo sử ký Tư Mã Thiên, ngoài sách lịch sử nước Tần, Tần Thủy Hoàng còn đặc biệt cho giữ lại các loại sách bói, sách thuốc. Ông muốn giới học giả bớt làm thơ ca, bàn tán về chính trị, mà chỉ chuyên tâm nghiên cứu một thứ, đó là phép trường sinh bất tử. Sử ký chép rằng, Hầu Sinh, Lư Sinh và Từ Phúc là những người được Tần Thủy Hoàng cử đi tìm thuốc trường sinh nhưng đều bỏ trốn. 460 nhà nho ở kinh đô Hàm Dương sau đó bị Tần Thủy Hoàng chút giận, bắt đem chôn sống. Phù Tô, con trai cả của Tần Thủy Hoàng, lên tiếng can ngăn, liền bị sai lên phía Bắc cùng đại tướng Mông Điềm giám sát việc xây dựng trường thành chống Hung Nô. Sự kiện này xảy ra vào năm 212 trước Công Nguyên. Không tìm được thuốc trường sinh, Tần Thủy Hoàng biết cái chết đến với mình là điều khó tránh khỏi, nhưng ông không muốn chấp nhận. Cuộc tìm kiếm phương thuốc bất tử của Tần Thủy Hoàng thất bại. Ông chết năm 210 trước Công Nguyên sau 11 năm trị vì. Các nhà khoa học tin rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tần Vương là do vị vua này đã uống thủy ngân mỗi ngày. Theo các ghi chép sử ký, trong một lần vô tình, Tần Thủy Hoàng tìm thấy một cuốn sách cổ về y học, trong đó đề cập đến một loại chất có thể mang lại sự bất tử cho con người, đó chính là thủy ngân. Tần Đế đã cho người đi khắp nơi thu thập thủy ngân để các pháp sư tinh luyện thành thuốc trường sinh, dùng dần và cũng để tạo ra dòng sông thủy ngân bên trong lăng mộ đồ sộ mà ông bí mật cho xây dựng trong hàng chục năm. Người Trung Quốc cổ đại quan niệm dòng sông thủy ngân có thể ban cho ai đó một sự bất tử. Có lẽ chính niềm tin này khiến Tần Thủy Hoàng nuốt thủy ngân để được trường sinh. Tuy nhiên, năm 210 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng đã đổ bệnh nặng trong lúc đi tuần du ở phía đông. Ông uống thuốc của một trong những pháp sư đã luyện thuốc trường sinh, bị nhiễm độc thủy ngân quá liều và qua đời ngay lập tức như đã nói. Các cận thần cố gắng che giấu hoàng đế đã băng hà càng lâu càng tốt. Ông được đưa về kinh thành bằng kiệu che kín và ngụy trang bằng cá ươn để giấu mùi tử thi. Thậm chí hoàng đế vẫn được dựng ngồi trong kiệu với thức ăn như thể đang ăn. Chỉ khi về đến kinh thành Hàm Dương, triều đình mới thông báo hoàng đế băng hà. Theo các ghi chép, Tần Thủy Hoàng có thể đã qua đời vì ngộ độc chính loại thuốc trường sinh. Trong khi đó, dù không có tư liệu lịch sử nào, nhưng các nhà sử học tin rằng hoàng đế nhà Tần cũng mắc nhiều loại bệnh và phần nào đó đã khiến ông đoản mệnh. Một nguyên nhân khác được cho là Tần Đế đã làm việc quá sức, cơ thể suy nhược. Theo sử ký, Tần Thủy Hoàng thường xuyên thức đêm để lo việc triều chính. Hơn nữa, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, ông còn tiến hành 5 chuyến du ngoạn quy mô lớn. Dấu chân của ông đã đặt đến hầu hết các ngõ ngách của Trung Quốc. Khối lượng công việc lớn cộng với những chuyến đi dài ngày có thể khiến vị hoàng đế này lao lực. Các chuyên gia lịch sử tin rằng nếu Tần Thủy Hoàng không chết ở tuổi 49, lịch sử Trung Quốc chắc chắn sẽ phải viết lại. Trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, các nước Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Tề, Sở, Tần liên tục gây chiến, thanh trừng lẫn nhau. Chiến tranh liên miên kéo dài hàng trăm năm khiến hàng vạn người phải bỏ mạng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 25 năm sau khi lên ngôi, Tần Thủy Hoàng đã diệt xong các nước chư hầu. Điều này cho thấy khả năng quân sự cũng như chính trị của ông. Bằng quyền lực của mình, Tần Thủy Hoàng thực hiện một loạt những cải cách trên các lĩnh vực hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng, đặt nền móng cho chế độ phong kiến kéo dài hàng ngàn năm trong lịch sử Trung Hoa. Trước thời Tần Thủy Hoàng, sự thống nhất này là chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau khi Tần Thủy Hoàng chết, triều Tần đã bị lật đổ sau cuộc biến loạn của Triệu Cao, hoạn quan được ông tin cậy nhất. Nếu Tần Thủy Hoàng không chết ở Xá Khâu, Triệu Cao dù có 10 lá gan cũng không dám làm phản. Triệu Cao không làm phản, Phù Tô và đại tướng Mông Điềm cũng không tự sát. Nhưng kể cả những sự kiện đó không xảy ra, cơ ngơi nhà Tần có giữ được hay không vẫn là điều khó khẳng định. Sử ký chép rằng, năm 211 trước Công Nguyên, có ngôi sao rơi từ trên trời xuống thì hóa thành đá. Bọn đầu đen, tức là nông dân, khắc vào đá Tần Thủy Hoàng chết thì đất bị chia. Tần Thủy Hoàng nghe tin ấy, sai ngự sử tra hỏi, nhưng không ai thú.
bèn bắt tất cả những người ở gần đó giết đi và nung chảy hòn đá. Đây là dấu hiệu báo trước một cuộc khởi nghĩa nông dân sắp bùng nổ dưới sự áp bức của Tần Thủy Hoàng. Năm 209 trước công nguyên, Trần Thắng, Ngô Quảng nhận lệnh đưa quân đi đóng ở Ngư Dương, tức là Bắc Kinh ngày nay, nhưng gặp mưa lớn nên trễ hạn. Biết có cố đi đến nơi cũng không tránh khỏi tội chết, hai người bàn nhau mạo danh Phù Tô đã chết để thu phục lòng dân, dựng cờ khởi nghĩa. Sau khi chiếm được huyện Trần, nước Trần cũ thì sân thu, Trần Thắng và Ngô Quảng đã có tới hơn 700 cỗ chiến xa, kỵ binh hơn ngàn, binh sĩ mấy vạn. Trong trận quyết chiến với tướng Tần là Trương Hàm ở Hàm Cốc, quân khởi nghĩa đã đông tới mấy mươi vạn. Sau khi đủ vây cánh, Trần Thắng tự lập làm Trương Sở Vương, phong cho Ngô Quảng là Giả Vương. Một số tướng của Trần Thắng như là Vũ Thần, Ngụy Cữu, Điềm Đam đều tự lập làm Triệu Vương, Ngụy Vương, Tề Vương. Con cháu các nước chư hầu cũng ngóc đầu dậy, cùng hợp sức đánh Tần. Lưu Bang ở Đất Bái, Hạng Vũ ở Cối Kê, nhân lúc thiên hạ náo loạn, giấy binh khởi nghĩa. Về sau tuy khởi nghĩa Ngô Quảng Trần Thắng thất bại, nhưng nó đã mở ra cơ hội giúp các nước chư hầu khôi phục lại thế lực. Lưu Bang, Hạng Vũ cùng tranh thủ mà củng cố lực lượng tiêu diệt nước Tần. Nếu Tần Thủy Hoàng sống lâu hơn 10 năm, một cuộc chiến chống lại ách ca trị hà khắc của ông vẫn sẽ nổ ra, nhưng với quy mô nhỏ hơn nhiều so với khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng. Tần Thủy Hoàng khi còn sống nắm quyền tổng chỉ huy quân đội, bất cứ nơi nào làm phản ông sẽ điều binh tới trấn áp ngay từ trong trứng nước. Giới quý tộc sáu nước chư hầu cũ cũng không dám nổi dậy dưới sự giám sát nghiêm ngặt của vua Tần. Ngoài ra, nếu Tần Thủy Hoàng sống lâu thêm khoảng 10 năm, đối thủ chính của ông có thể là Hạng Vũ. Tuy nhiên trong cuộc chiến này, Hạng Vũ, một trong những chiến thần lẫy lừng nhất lịch sử Trung Quốc, có thể sẽ thất bại dưới tay Tần Thủy Hoàng. Xét về tài chỉ huy quân sự, Hạng Vũ được đánh giá cao hơn Tần Thủy Hoàng khi có tài thao lược, võ nghệ, sức khỏe. Tuy nhiên nếu Tần Thủy Hoàng không chết sớm, Mông Điềm cũng sẽ không tự sát theo Phù Tô và Mông Nghị cũng không bị Triệu Cao bức hại. Hai anh em đại tướng họ Mông này được đánh giá là đối thủ xứng tầm với Hạng Vũ. Dưới thời Tần Thủy Hoàng, họ đã lập nhiều chiến công như tiêu diệt nước Tề, đánh đuổi Hung Nô, giữ vững biên giới phía Bắc nước Tần. Đặc biệt, Mông Điềm nổi tiếng yêu thương binh sĩ, có uy tín lớn trong quân đội. Nếu Mông Điềm và Hạng Vũ giao chiến, hai bên rất khó phân định thắng bại. Nhưng xét về quân lực, thì quân Tần đông hơn hẳn và có sức chiến đấu vượt xa quân Sở. Tần Thủy Hoàng có thể nói là chỉ việc ngồi mát, điều 30 vạn binh chống Hung Nô ở phía Bắc cùng 50 vạn quân đang xâm lược các vùng đất phía Nam về là thừa đủ để đè bẹp đội quân chưa đầy 10 vạn của Hạng Vũ. Không chỉ Hạng Vũ mà cả Lưu Bang, nếu dám khởi nghĩa khi Tần Thủy Hoàng còn sống thì cũng bị đánh cho tơi bời bởi quân đội quá ít ỏi của Lưu Bang không đủ sức chiến đấu với quân chủ lực Tần do Trương Hàm chỉ huy. Bên cạnh đó nếu sống lâu hơn, Tần Thủy Hoàng sẽ truyền ngôi cho Phù Tô và triều Tần có thể tiếp tục vững vàng. Dù vậy tất cả chỉ là giả thuyết mà thôi. Tần Thủy Hoàng chết vào thời điểm công cuộc thống nhất Trung Quốc về mọi mặt sắp thu thành tựu, cũng là lúc mâu thuẫn giữa người dân với triều Tần lên tới đỉnh điểm. Tần Thủy Hoàng mong muốn đế chế mình sáng lầm có thể truyền đến vạn thế. Tuy nhiên ông không biết rằng, theo tiến trình lịch sử, không triều đại phong kiến nào có thể tồn tại mãi mãi, và nhà Tần cũng không phải một ngoại lệ.